đừng đừng chơi nhé, xong chưa? Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay Phong đang có mặt tại công viên, cái này gọi là công viên 30 tháng 4. Thì hôm nay Phong sẽ dẫn mọi người đi ăn một món mà cái món này dân Châu Đốc của mình, dân An Giang họ sẽ là họ rất là thích. Và bây giờ mình, các bạn muốn biết món gì thì chúng ta mình sẽ khui ra ăn tại chỗ này luôn nha mọi người. Đây hay à. Đây mình có bao tiền cho đây. Này mọi người, mời mọi người miếng này nha. Cái này là cút lộn nhân me hay à. Bà cho được cái muỗng. Anh nhé. Tôi ơi. Mình văn minh mình không được xả rác nha, đỡ ra hồn hốt. À, đó là mình sẽ ăn rồi mọi người. Đây, mời mọi người miếng này nha. Mình chấm với tương chua ngọt. Mời mọi người nha. Rất là ngon. Mình chèn miếng vô lăng. Đây cái này mình sẽ mời camera. Dạ. Bây giờ mình sẽ chuyển qua, mình sẽ ăn cút lộn này nha mọi người. Cái này là răng me. Rất là giòn. Nước mía này quen thuộc quá rồi. Bây giờ hai đứa mình sẽ quay lại đây. Bây giờ mình sẽ hai đứa sẽ chiến hết cái đống này nha mọi người. Ăn tay đi hết không mà mọi người ơi. Sáng giờ mình đói bụng muốn xỉu, mình chưa ăn mọi người miếng này nha. Mình dậy từ nhà mình xuống xe để đi ăn. Hôm nay có khách mời. Có khách mời chân chân của con. Đây khách mời đây. Nếu mà các bạn có muốn theo dõi hay gì á thì các bạn không sẽ để cái tên ở trên màn hình hoặc để ở dưới kim link ở dưới phần mô tả nha. Các bạn hãy nhấp vào các bạn kết bạn với bạn này nha. Ừ.
tay bắp cá nó ngon. Ăn bắp tay nó ngon hơn. Các bạn ơi, Phong sẽ kết thúc tiếp video ở đây. Tại ở nhà đó. Ok, nếu mà các bạn thích đó, thì các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy để lại cho Phong một like, một share và một subscribe để ủng hộ cho Phong, để Phong có động lực để ra nhiều thật nhiều video mới nha. Thôi, bye bye mọi người. Bye bye.